Xin chào các bạn, Honor chính là thương hiệu con của Huawei, dùng để tiến vào những thị trường khó tính giống như Mỹ hay là châu Âu. Những chiếc máy đến từ Honor thường kế thừa được đầy đủ những tính năng cao cấp của máy Huawei, trong khi đó mức giá thì rẻ hơn rất nhiều. Chiếc B20 và B20 Pro đang gây sốt ở thị trường gần đây bởi tính năng cao cấp, cấu hình mạnh, đặc biệt là camera vô cùng xuất sắc, đứng đầu trên tất cả những chiếc smartphone thời điểm hiện tại. Và Honor 10, chiếc máy sắp ra mắt tại thị trường quốc tế vào ngày hôm nay, thì cũng sẽ sở hữu đầy đủ những tính năng cao cấp của chiếc B20, trong khi mức giá chỉ bằng 1/2. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài thông tin về chiếc máy này. Chiếc máy đã được ra mắt ở thị trường Trung Quốc cách đây vài ngày và đã được bán ra luôn, nhưng vào ngày hôm nay thì mới được ra mắt tại thị trường quốc tế. Honor 10 kế thừa đầy đủ về mặt cấu hình của chiếc B20, đó là chip 2 Silicon 970, một con chip cực kỳ mạnh, đứng đầu bảng của Huawei thời điểm hiện tại. Con chip này có thể thua kém một chút về mặt hiệu năng so với chip Apple dòng A hay là Qualcomm Snapdragon. Tuy nhiên, kết hợp với hệ điều hành EMUI truyền thống của Huawei thì trải nghiệm thực tế đối với mình qua tất cả những sản phẩm Huawei từ trước đến giờ là vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, chơi game thì vẫn hơi kém một chút. Đặc biệt, chiếc máy này có tới 6GB RAM, trong khi chiếc B20 chỉ có 4GB RAM mà thôi. Với 6GB RAM này thì mình đảm bảo chiếc máy sẽ có một khả năng đa nhiệm cực kỳ tốt kết hợp với hệ điều hành EMUI. Tương tự với mặt cấu hình, thiết kế của Honor 10 cũng kế thừa những điểm đặc sắc tốt nhất của B20 và B20 Pro. Đó chính là mặt lưng kính được bo cong 3D giúp cảm giác cầm nắm vô cùng tốt. Đặc biệt nữa, đó chính là cái màu sắc. Nếu ai đó hỏi mình trong năm 2018 hãng nào làm máy có màu đẹp nhất, mình xin khẳng định đối với mình đó chắc chắn phải là Huawei. Những chiếc B20, B20 Pro cho màu sắc thay đổi theo từng góc nhìn khác nhau, đặc biệt là phiên bản màu tím hoàng hôn cực kỳ đẹp thì cũng có điều tương tự với chiếc Honor 10. Khi các bạn xoay chiếc máy ở mỗi góc nhìn khác nhau thì sẽ cho ra một màu sắc ánh lại rất khác biệt, và cái màu sắc trên Honor 10 cũng như B20, B20 Pro rất khác biệt và đẹp hơn rất nhiều so với phần còn lại của thế giới điện thoại. Nói về mặt trước thì chiếc máy có sự thay đổi và nâng cấp rất lớn so với chiếc Honor 9 trước đây. Đó chính là màn hình máy lớn hơn 5,84 inch so với 5.2 inch trên chiếc Honor 9. Tuy nhiên, kích thước tổng thể của chiếc máy lại không hề thay đổi, bởi vì chiếc máy sở hữu cái tỷ lệ màn hình mới là 19:9, đồng thời với đó là cái tay thỏ giúp tối ưu màn hình tốt hơn. Do vậy nên người dùng có thể trải nghiệm một cái màn hình lớn hơn tới 5.8 inch trong một cái thân hình máy chỉ 5.2 inch. Cùng với đó rất đặc biệt đó chính là đó là một chiếc máy full viền nhưng vẫn sở hữu được cảm biến vân tay đặt ở mặt trước, và đồng thời ba phím điều hướng sẽ đặt hoàn toàn bên ngoài màn hình. Do vậy nên người dùng có thể hoàn toàn trải nghiệm đầy đủ cái màn hình 5.8 inch mà không bị cản trở bởi ba phím điều hướng cơ bản của Android. Đó là một cách xử lý thông minh và tuyệt vời của Huawei đối với chiếc Honor 10. Và thêm một điểm cực kỳ nổi bật nữa thì chiếc máy này được Huawei thử nghiệm công nghệ Portrait Lighting giống như trên sản phẩm iPhone 10. Đó chính là người dùng có thể chụp được những ảnh chân dung và giả lập ánh sáng giống như môi trường studio. Tương tự chiếc iPhone 10 làm đẹp như thế nào thì trên chiếc Honor 10 cũng có khả năng làm được tương tự. Tuy nhiên, tính năng này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, và với những bức ảnh của người dùng chụp lên thì mình đánh giá nó vẫn còn hơi thua sút một chút với chiếc iPhone 10 có cảm biến 3D. Điểm cuối cùng mình muốn nhắc đến chắc chắn là cái điểm các bạn đang rất tò mò. Mình nói lúc nãy chiếc máy này có giá cực kỳ ấn tượng, chính xác là chưa tới 10 triệu đồng với phiên bản ở thị trường Trung Quốk đang được xách tay về Việt Nam giá đâu đó khoảng 10,5 triệu đồng. Honor 10 là một phương pháp tiết kiệm giúp các bạn có thể trải nghiệm được những công nghệ tối tân cùng với ảnh chụp chất lượng cao giống như chiếc B20 và B20 Pro với mức giá rẻ hơn rất nhiều. B20 và B20 Pro có mức giá bị xem là hơi ảo tưởng một chút khi đâu đó tới gần 20 triệu đồng cho phiên bản cao cấp, thì Honor 10 là một cái chiếc máy được đánh giá có mức giá tầm trung và hợp lý hơn rất nhiều, có thể tiếp cận dành cho tất cả mọi người. Bên trên là toàn bộ thông tin về chiếc Honor 10, chiếc máy sắp được ra mắt thị trường quốc tế trong đêm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hữu ích, cung cấp được nhiều thông tin cho các bạn thì đừng quên bấm nút like và share. Muốn xem thêm nhiều video cùng với thông tin cập nhật liên tục đến từ XT Mobile thì đừng quên bấm nút subscribe và chuông bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.